ghế làm tàu phía Mỹ. Dạ, nó cũng là Mỹ chiêu thôi mình. Chuẩn bị ra đầu 3 giờ chiều. Dạ, là 2 giờ đứng. Đông gần rồi đó mình bữa bỏ ra 1 triệu sửa xe. Thay nhớt, thay đồ, thay bố thắng này kia. Rồi chỉnh là cái cổ xe. Cái lại thay dây cua ra này kia và chạy kia. Thấy nó an toàn hơn là lúc mà chưa sửa. Bởi vì lúc mà chưa sửa chạy thì cái bánh nó hơi bị lạc lắm. Giống như mình chạy bên trên những cái gà mà chưa đi. Giống như là bánh xe á, nó sẽ bị lạc ra khỏi cái cổ vậy. Cái kiểu kiểu đó mình chạy, cái kinh rất là khó chịu, rất là sợ. Cái là những chạy những cái đoạn đường thẳng như thế này mà lúc đó chạy ghê lắm luôn á. Và bây giờ thì sửa xe xong rồi đó thấy chạy nó ổn hơn, nó ổn định hơn, đỡ ghê hơn. Nó lúc còn mình chưa sửa nãy mình mới vừa gửi bốn đơn hàng của Shopee khoảng thời gian là gần 2 giờ thứ 12 giờ. Đây có một cái căn nhà bỏ hoang rất là quê. Bây giờ cũng như là mình quẹt vô này kia đi thì mình có thể làm chủ được cái cổ xe rồi. Từ lúc mà chưa sửa cảm thấy giống như là nó bị miễn miễn, nó bị sao sao rất là ghê. Khi mà chạy á thật sự rất là sợ. Và bây giờ thì đỡ hơn, không có cái cảm giác sợ sợ. Sợ là sợ những cái ở về ở trên đường á. Đó, trên đoạn đường này có rất là nhiều ổ gà nha. Có chỗ gà luôn. Đặt bánh ổ gà. Cái là một phần cái ngã tư ở đây thì nó không có đèn đỏ. Sau đường đoạn đường cái khúc này nó có nhiều ổ gà bởi vì xe tải rất là nhiều luôn. Và những cái xe tải á, cái trọng lượng á, cái tải trọng của nó quá lớn đi, mấy chục tấn rồi, mấy tấn rồi, còn mấy 20 tấn này kia nè. Cái vậy mà nó chở cái bụi thép này kia đi thì cái xe đó nó cũng hơi nặng, mấy chục tấn nó chạy này kia rồi nó ép lên trên mặt đường. Thì với lại phần nắng nóng này kia rồi nước mưa thì mặt đường đương nhiên thì nó sẽ bị nứt ra rồi. Nó sẽ bắn lên trên lạc của mình, bắn vô trong mắt của mình.
với là đi đường mà không có kính bảo hộ. Chứ thật sự ra thì đeo kính cận á, hay là đeo kính viễn lại thì nó cũng sẽ đỡ hơn là không đeo. Nhưng mà không thể nào mà tránh khỏi hiện tượng nó đeo trong cái xe mắt của mình, cái xe lệ của mình á, bởi vì nó không có ôm kính mắt mà nó chỉ cái kính nó là nó chỉ che được một cái phần nào đó thôi, còn nếu mà kính bảo hộ á nó sẽ ôm sát vào trong cái mắt mắt của mình, như vậy thì nó sẽ không có bị bẩn như kia nó che. Hoặc là nếu như mà mình không có cái kính đó thì mình có thể mua cái nón 3/4 mở kính và để cho kính nó sử dụng bền hơn, thì mình mua nón là có kính âm, nó sẽ âm ở phía bên trong nón rồi khi nào mà mình sử dụng đó, thì mình chỉ việc là mình đẩy cái kính xuống thôi, thì cái kính này nó sẽ che được từ bên bên trán với lại bên mắt của mình đi. Tuy nhiên thì nó sẽ không có xích vô trong mắt, nó không phải bao phủ hết toàn bộ mắt mà nó giống như là một cái tấm chắn vậy đó, để che chắn bụi với lại gió nó tạt vô trong mắt của mình. Nếu như mà mình chạy ngược hướng gió đó, nếu mình chạy xe ngoài đường đi, nếu mà lỡ mà mình chạy ngược hướng gió đó thì thực sự ra thì mình không phải là mình hai cái con mắt mà mở mắt to ra để mình chạy được, bởi vì rất là cháy, rất là khó chịu khi mà gió nó chịu tạnh. Ai ở ngoài đường người ta bán bông bán hoa bán này kia rất là nhiều
tới cái cầu này nè, nhớ về 4 năm trước khi mà cô ấy vẫn còn, còn có tới vẫn còn quen nhau á, thì cô ấy cưới nhà ở 132 xóm chiếu, mình hay chở cô ấy hai buổi tối, mình hay chở cô ấy đi gặp bạn chơi, rồi chở cô ấy đi tình lắm á, chở cô ấy xuống nhà biển, chở qua bên quận 7 rồi tình lắm tình lá đó. Chở cô ấy đi lòng vòng, đấy là cái đi lòng vòng. Rồi khi mà mình chở cô ấy về đến nhà, rồi đến gần đến chỗ mà phòng chở cô ấy rồi, rồi là cô ấy là kêu mình là chở cô ấy đi thêm một đồng cứ đi, mặc dù là lúc đó cũng khá là khuya, cũng 10 giờ hơn, 10 giờ tối hơn. Đó thì cứ chở cô ấy vậy thôi, để xây qua xây lại, ở đây là 4 năm trời. Bây giờ mình muốn chọn cái đi lòng vòng cũng đâu có được ở đâu, bởi vì cô ấy đâu có chọn ở đây cái đâu. Bây giờ cô ấy mình lấy chồng rồi, chứ đâu có ai đặt đâu mà làm quà, đúng là mình thật vô dụng. Mình còn chế bản thân mình nữa chứ đừng có nói gì đến cô ấy. Đây là công viên đại lịch sử, mình có kỷ niệm của mình, đó là cô ấy ở ngoài đó, mình có dẫn cô ấy ra đây 1-2 lần.
cua mà bán 20-25 nghìn, xúc là tại nước với lại trứng thôi à. Ví dụ mà có thì có thêm một miếng nấm với lại mấy cái que, mà mấy cái que con ghẹ mà ghẹ hương ghẹ cái kia. Nghĩ sao mà 25-30 nghìn, 25-30 nghìn là mua được một tô hủ tiếu rồi đó, mua được bánh mì lớn rồi đó. À, bánh mì còn ngon hơn súp cua, ăn ngon hơn súp cua đó. Thì việc quá gì phải ăn súp cua, 25-30 nghìn.